Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng 1 tháng 11 tại tế tư Nguyễn Văn Nguyên, Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hiện trường xảy ra vụ việc. Tại thời điểm trên, chiếc xe buýt số 68 chạy tuyến Hà Đông sân bay Nội Bài thuộc xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Nguyên. Khi tới gần tế tư Nguyễn Khánh Toàn thì xảy ra va chạm với xe máy chở 3 thanh niên. Vụ va chạm khiến phần đầu xe hư hỏng, nứt kính chắn gió phía trước. Một thanh niên bị yêu mến nhẹ ở chân. Nam thanh niên miếu máu xin tha sau khi đâm vào xe buýt gây hư hỏng. Liên quan đến vụ việc này, vị chỉ dẫn xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, một trong ba thanh niên đi trên xe máy miếu máu xin lái xe bỏ lỡ. Do các nam thanh niên chưa đủ tuổi, vị thanh niên không mang theo giấy tờ nên sau đó đơn vị đã bỏ lỡ vụ việc. Đồng thời xe buýt cũng đã di chuyển về xí nghiệp kiểm tra mức độ hư hỏng. Theo lên tiếng của lái xe buýt, thời điểm xảy ra vụ việc, các nam thanh niên kẹp ba trên rim chiến, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ và đi với tốc độ khá cao trước khi đâm vào đầu xe buýt. Ba thanh niên không mang theo giấy tờ tùy thân, vị chỉ dẫn xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội cho biết thêm.